Không đồng nhá. Một ngày cố gắng biết cái này thì biết bạn Trang mà còn đi số đơn phải lên đi đặt cái hàng ở đây nhá. Chụp lên trước sau 9 giờ là bạn bị phạt đấy. Như là ơi, vì hết kém vào xếp nhà hàng đây. Đúng rồi. Hai đứa đầu hôm qua là chúng ta là hầu như mọi người đều là phát ngủ. Mỗi chú bạn Tùng là bạn đây nghe nghỉ là bạn chỉ nhận phát nhưng mà bạn vẫn không làm ra để làm những cái công việc này cả. Được rồi. Được rồi. Thứ hai nữa là bạn Tùng thì không hiểu sao là hôm kia chủ nhật mà hôm qua là thứ hai rồi tại sao lại bạn không chưa phát được đấy. Hôm qua có hai khách đưa hẹn tại ngày nhận với lại em đi hòa được 3/4 rồi. Không nhớ 3/4 từ rồi. 3/4 rồi. Thế là 5 đơn. 5 đơn. Giờ là qua được nhẹ. 5 đơn em sẽ chỉnh lại rồi. Giờ là qua được nhẹ. Thế là qua được nhẹ. Thế là qua được nhẹ. Một ít tuyến của chỗ hàng nữa. Em hôm nay đã lừa được lừa. Hôm qua cũng không có lừa. Hôm qua cũng không làm được. Hôm qua lừa. Thế là mọi người là chết tại lừa được không làm được gì. Bây giờ cũng phải làm sao giải quyết cho em những cái đơn lừa này mình kiếm bây giờ làm sao làm việc này. Bây giờ nói thật anh em tâm sự với nhau thật sự nhá, đơn tốt là khách còn kiểm hàng mà kiểm hàng nhiều là chắc chắn nó sẽ bị từ chối nhiều. Có đấy, xuất nó sẽ rất là cao. Có đấy. Đây tuyến của em là tuyến mới nữa nên là em vừa đi một quán. Bây giờ nhá anh em cũng nói thật với nhau nhá, bây giờ là hàng ít quãng đường thì dài và giao đơn thì lâu. Đúng không vậy? Nhưng mà anh ấy ý đi vào cách kiểm hàng toàn nửa tiếng với nhanh giá thì nhanh giá không nổi rồi anh ơi. Những cái đồ mà người bán hàng xong ấy thì vệ sinh một tí để tí nữa là trang và anh cùng đi thôi đi chứ thấy rất chi là phải một là chưa được sạch xe lắm như thế. Điên tên vai vai ok sáng rồi.